Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ thảm án xảy ra ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, đã gây xôn xao dư luận bởi sự man sợ, tàn nhẫn của nghi phạm. Nhiều câu hỏi được đặt ra như kẻ thủ ác là ai, có mâu thuẫn gì với các nạn nhân, nhất là người phụ nữ đang mang thai mà lại ra tay một cách tàn độc đến như vậy. Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta hãy cùng quay trở lại thời điểm chiều tối ngày 4 tháng 12 khi Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ nghi phạm Bùi Vũ Khoa tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Nghi phạm Khoa sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Khoa khai nhận nạn nhân Phan Văn Sự sinh năm 1954 và vợ là bà Trần Thị Gọn sinh năm 1955 cùng ngụ tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là bố mẹ vợ của Khoa. Nạn nhân thứ ba là chị Phan Liêng Khương sinh năm 1985, con gái ông Sự, là vợ chưa hôn thú của nghi phạm. Theo lời khai của nghi phạm, do sống cùng nhà với vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm vào tuần trước, Khoa đã dùng tay tấn công, bóp cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ. Sau khi sát hại cả nhà vợ, Khoa lấy trộm tiền rồi chạy xe Honda bỏ trốn khỏi hiện trường. Lời khai của Khoa cũng cho thấy chị Phan Liêng Khương, đặc biệt chị Khương đang mang thai, hiện chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh. Bùi Vũ Khoa và vợ mới chuyển về ở cùng vợ chồng ông Sự, bà Gọn được ít lâu thì gây ra thảm án. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống vẫn thường xảy ra, nhưng với những người nhận thức còn hạn chế, nhất là hạn chế kiến thức về pháp luật thì khó điều chỉnh được hành vi, dễ gây ra tội ác. Những người gây án thường có nền tảng giáo dục hạn chế, phần đông không được giáo dục về lòng yêu thương, tính nhân văn, sự độ lượng, thường sống theo bản năng và làm mọi việc theo ý thích của bản thân. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cũng nhìn nhận, áp lực cuộc sống hiện nay tác động vào xã hội, sức ép về việc làm, về mưu sinh, tranh chấp tiền bạc cũng chi phối giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm và sinh ra tội phạm. Những xung đột tích tụ dồn nén lâu ngày khi có điều kiện rất dễ dẫn đến những hành vi nguy hiểm. Còn theo Thượng tá tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho rằng, mẫu số chung của các vụ án tội phạm nói chung và án mạng nói riêng là do sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Đây được xem là thủ phạm giấu mặt từ việc sống ích kỷ, vì lợi ích cá nhân, chạy theo vật chất, chạy theo danh lợi, vô cảm. Trong bối cảnh như vậy, gặp tình huống bất lợi, con người sẵn sàng xù lông để làm mọi việc miễn đạt được mục đích về vật chất, kể cả bất chấp pháp luật và dù người đó có học thức cao trong xã hội. Lý giải thêm tâm lý tội phạm trước khi thực hiện hành vi, người phạm tội hoàn toàn biết việc mình làm, sẵn sàng bước qua chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức pháp luật để đạt được mục đích của mình. Mà ngược lại hiểu rất rõ nhưng vẫn làm bởi vì tâm tham của họ lớn vượt qua mọi rào cản. Tất cả các đối tượng khi gây án đều có tâm lý sợ bị phát hiện, bị bắt giữ, nhưng vẫn làm vì họ hy vọng có thể trốn tránh và che giấu để thoát tội. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho biết thêm. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của các đối tượng trong nhiều vụ án giết người vừa qua là rất manh động, hung hãn, man dợ, xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng có tính chất manh động, tàn nhẫn. Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích, hầu hết các vụ giết người có liên quan tới vật chất. Khi có mâu thuẫn xảy ra liên quan đến lợi ích vật chất nhưng không được giải quyết, các bên có thể bất chấp pháp luật, sử dụng vũ lực để thỏa mãn hận thù cá nhân. Qua vụ trọng án nêu trên, đặt ra cho các cơ quan tố tụng cũng như người dân cần có giải pháp để phòng ngừa tội phạm một cách kịp thời, hiệu quả. Trước đó, vào tối ngày 4 tháng 12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã xác minh, điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người thân của ông Phan Văn Sự, sinh năm 1954, trú tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, về thăm nhưng nhà khóa cửa và phát hiện có mùi phát ra từ trong nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành nên người này đã báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông Sự nằm bất động, ngừng thở trong phòng ngủ. Chị Phan Liêng Khương, sinh năm 1985, con gái ông Sự, cũng nằm bất động ở phòng ngủ của mình. Còn bà Trần Thị Gọt, sinh năm 1955,
vợ ông Sự nằm dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m. Tiếp nhận thông tin, công an xã Thạnh Phú nhanh chóng đến và phong tỏa hiện trường. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau và các đơn vị có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của gia đình ông Sự. Một vụ án mạng khác vừa xảy ra cách đây không lâu cũng đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Vào ngày 29 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Thành, 58 tuổi, ngụ ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, lúc 10 giờ 23 phút cùng ngày, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra ở khu vực công viên cây xanh trên đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương và người dân bắt giữ đối tượng Thành. Lúc này, nghi can còn đang cầm hung khí gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành nghề xe ôm. Trước thời điểm xảy ra án mạng, có 6 người chạy xe công nghệ đến giành khách, trong đó có LHT, 30 tuổi, ngụ xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, chạy đến hành hung Thành do xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thành chạy xe về nhà và đón xe buýt trở lại công viên tìm LHT. Khi gặp đối tượng, Thành dùng thanh sắt mang theo tấn công vào người anh T, khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, vào ngày 30 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ ông Trình Văn Huấn, 47 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cùng hai người con của ông này để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 29 tháng 10, ông Nguyễn Văn Sinh, 57 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, cãi nhau với một nam thanh niên gần cửa nhà ông Huấn, nên ông Huấn ra can ngăn thì nam thanh niên trên lái xe đi. Ông Sinh yêu cầu ông Huấn đưa nam thanh niên kia ra gặp mặt nói chuyện, nhưng ông Huấn không biết là ai. Hiệp là con ông Huấn ra đôi co với ông Sinh và đẩy ông này về. Tối cùng ngày, ông Sinh cùng với ba người khác là Lê Văn Ý, Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Sinh và Hoàng Văn Tuấn mang theo hung khí đến nhà ông Huấn giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp hai con ông Huấn, ông Sinh, Ý, Rin cầm hung khí và Tuấn xông vào tấn công. Phản ứng lại, Hoàn, con ông Huấn, dùng hung khí đâm Lê Văn Ý tử vong. Ông Sinh, Rin và Tuấn bị thương. Ông Huấn còn dùng gậy tấn công ông Sinh và nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Sau sự việc, ba cha con ông Huấn đã tới công an đầu thú. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!